chào quý vị khán giả. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên đường tỉnh 864. Thì mình đang di chuyển hướng mà từ cầu Gạch Miễu để mà lên bến đò sông Hận nha quý vị khán giả. Thì đây là cảnh buổi chiều đó. Buổi chiều hoàng hôn có thể nói là rất là đẹp luôn. Thì cái clip hôm nay thì mình xin được phép chia sẻ cho quý vị khán giả về bến phà Gạch Miễu Tạm thuộc bên bờ tỉnh Tiền Giang. Rồi để xem cái tiến độ ở bến phà Gạch Miễu Tạm rồi nó đã tới đâu rồi, và dự kiến là vào 27 tháng 1 năm 2021 sẽ chính thức đưa vào hoạt động. Đó. Thì trong lúc mà chờ đèn xanh đèn đỏ thì mình xin được phép chia sẻ cho quý vị khán giả ở trên bản đồ về ở vị trí này. Đây. Thì quý vị cũng thấy đó, thì ngay tại cái nút giao thông mà cắt nhau giữa đường tỉnh 864 và đường tỉnh 876 và cái hướng mà đi ra bến phà Gạch Miễu Tạm nè, ngay tại bến đò bến phà sông Hận cũ đó, thì bến phà sông Hận cũ sẽ được nâng cấp trở thành bến phà Gạch Miễu Tạm đó, thuộc xã sông Hận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và đây chính là đường đi mà mình chia sẻ cho quý vị khán giả. Đây, đường này nó sẽ vào bên trong bến phà Gạch Miễu Tạm bên bờ tỉnh Tiền Giang đó. Thì từ cái bến phà Gạch Miễu Tạm này nè, thì cách so với cầu Gạch Miễu hiện tại là khoảng 10 cây số nha quý vị khán giả, 10 km, cách nhau khoảng 10 km. Thì đầu tiên thì xin được chúc cho kênh Giống Một Ký Sự xin được chúc cho quý khán giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống đó. Mình đang di chuyển sắp đến vị trí tại đang xây dựng tại bến phà Gạch Miễu Tạm bên bờ tỉnh Tiền Giang, tại xã Sông Hận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây thì ở những video trước thì mình có chia sẻ cho quý vị khán giả về ở khu vực này rồi đúng không. Hôm nay mình trở lại đây để mà xem cái giai đoạn mà sắp sửa hoàn thành coi nó đã tiến độ đã đến đâu rồi. Ở phía trước á, quý vị thấy đó, đó chính là mặt đường á. Mặt đường lộ thì đang được cán đá dăm đó. Còn kế bên cái đó, vách tường đó chính là bên trong đó là một cái công ty đó. Nó nằm kế bên, con đường này nằm kế giáp ranh với mà một cái công ty. Thì tại vì ở ngoài khu, ngoài sông Hận Minh Đức như nè, nó gần với mà có rất là nhiều công ty, tại nó gần với khu công nghiệp đó nha quý vị khán giả. Đó, phía trước đó chính là nơi mà sẽ làm cái bến phà tạm á đó, cũng như là các cái nhà thu phí rồi cái trạm thu phí rồi kia đó đó. Bây giờ thì xin được phép chia sẻ với quý vị từ trên cao để mà quý vị có thể mà nhìn và hình dung một cách rõ ràng nhất về cái tiến độ ở tại bên bờ tỉnh Tiền Giang. Thì cũng không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày đưa vào hoạt động chính thức là vào ngày 27 tháng 1 năm 2021, tức là vào ngày 15 tháng chạp âm lịch đó. Từ cái đường mà cán đá dăm đó là đường dẫn để cho các phương tiện mà lên xuống bến phà nha quý vị khán giả. Cái bãi phía trước thì quý vị khán giả cũng thấy đó, khá là rộng luôn á. Cái bãi mà cặp so với mà cái bờ sông á, thuyền á, khá là rộng luôn. Thì theo như thông tin mình tìm hiểu á, thì tại cái bến phà Gạch Miễu Tạm này nè, thì người ta cũng sẽ áp dụng thu phí y chang như là tại phí thu tại khi mà qua cầu Gạch Miễu hiện tại như quý vị khán giả. Còn xe máy thì vẫn được miễn phí như bình thường, không có thu phí cho xe máy đó. Thì việc xây dựng bến phà Gạch Miễu Tạm này để giúp giải quyết ùn tắc giao thông ở trên cầu Gạch Miễu hiện tại, vì cầu Gạch Miễu hiện tại thì nó khá là nhỏ nên nó không đáp ứng được lưu lượng xe khi mà mỗi lần đến dịp lễ hoặc là Tết. Và bến phà Gạch Miễu Tạm này nó sẽ là bến phà để mà tạm thời trong 5 năm tới
để mà trong cái thời gian mà xây dựng cầu Gạch Miễu 2 nha quý vị khán giả. Thì dự án bến phà tạm này có tổng chi phí là 100 tỷ đồng, là xây gồm có là xây hai cái bến phà tạm, một bên là tại bến phà tạm ở bên bờ tỉnh Tiền Giang và một bên là bến phà tạm thuộc ở bên tỉnh Bến Tre, để giúp các phương tiện di chuyển từ bên phía bến bờ tỉnh Tiền Giang ở tại khu vực sông Hận sẽ đi qua, đi theo phà để mà qua bên khu vực Phú Thúc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đó. Thì nhìn từ trên cao quý vị cũng thấy đó, đó như ở phía trước tròn tròn phía xa đó chính là cái bãi đáp để mà cho cái bến đậu, để cho các chiếc phà nó sẽ cập bến để cho các phương tiện di chuyển lên bên trên vào đường dẫn để mà sang khu vực mà mình cần đi. Thì khi mà sắp Tết sắp đến thì bến phà tạm này nó có ý nghĩa rất là quan trọng, để nói chung là nó sẽ giúp một phần nào đó cái lượng xe mà về miền Tây, đặc biệt là các bà con khi mà về, người dân khi mà về tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh đó. Thì trong thời gian sắp tới là dự kiến là trong năm nay sẽ khởi công công trình cầu Gạch Miễu 2, và dự kiến là sẽ vào năm 2025 là sẽ hoàn thành cây cầu Gạch Miễu 2. Phía bên kia đó chính là phía bên bờ tỉnh Bến Tre, nhưng hiện tại do quá xa mình không thể nào quay rõ phía bên đó cho quý vị khán giả được rõ. Thì phía trước đó chính là nơi mà cắt nhau giữa đường tỉnh 864 và đường tỉnh 876 đó. Thì ngay vị trí này là một cái ngã tư, thì quý vị có thể mà đến di chuyển đây để mà vào cái bến phà Gạch Miễu tạm. Cảm ơn quý vị đã xem video, nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ. Mình là Linh, chủ kênh Gió Mùa Ký Sự. Xin chào tạm biệt quý khán giả, hẹn gặp lại quý khán giả và cả nhà ở những video tiếp theo.